Của công ty Amway. Xin giới thiệu anh Trần Nho Sĩ Tùng ạ. Mentor Trần Nho Sĩ Tùng lên chia sẻ về buổi đào tạo ngày hôm nay về bữa ăn hạnh phúc. Xin mời anh ạ. Vâng, xin chào các anh chị. Thường thường gặp Tùng thì chúng ta hay nói đến vấn đề về kinh doanh nhiều đúng không ạ? Có đúng không ạ? Anh chị cho xin chàng số 2 đúng không ạ? Đúng rồi anh ạ. Nếu như đúng, đúng đúng như Tùng nói thì mọi người cho xin chàng số 2. Cảm ơn anh chị. Thực ra hôm nay Tùng hơi run tí, chuyển chủ đề đúng không? Nhưng mà cũng rất vui với anh chị là thực ra là hôm nay tại sao Tùng lại có cái bài chia sẻ này. Vì Tùng cũng đang thấy một cái vấn đề đang nổi cộm ở nước ta cũng như trên toàn cầu bây giờ, đó là vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề COVID. Anh chị có đồng lòng với Tùng đó là thực ra COVID ở này á, nó rất là nó kinh khủng, và đặc biệt là sức khỏe chúng ta, nếu như sức đề kháng không tốt ấy, chúng ta rất dễ bị lây nhiễm. Nhưng nếu những người có sức đề kháng tốt ấy, thì trong một hộ gia đình chưa chắc họ đã bị. Vừa rồi Tùng có nghe một câu chuyện là gia đình bác trẻ quý có con gái và con rể ở bên Đức, thì hai vợ chồng con là người con và con lớn, thì cháu lớn là bị nhưng mà cháu bé thì lại không bị. Trong một gia đình luôn. Thế thì Tùng mới thấy là cái vấn đề sức đề kháng ở đây nó rất là quan trọng trong cái vấn đề về về phòng bệnh. Vậy thì hôm nay Tùng sẽ chia sẻ với anh chị một cái bài về bữa ăn Happy Meal, gọi là bữa ăn sạch và bữa ăn giúp chúng ta tăng sức đề kháng. Để chúng ta có thể giao lưu với nhau một chút thì Tùng sẽ chia sẻ một chút hình ảnh slide, có được không ạ? Và bữa ăn hạnh phúc, tại sao lại gọi là hạnh phúc? Vì chúng ta ăn, chúng ta có sức khỏe thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, có đúng không ạ? Vì có sức khỏe thì có tất cả. Vậy thì Tùng sự giới thiệu một chút về về mình. Tùng thì cũng rất là may mắn, trước đây thì Tùng tốt nghiệp đại học Bách Khoa, nhưng sau đó thì Tùng cũng có tham gia những lớp học về dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia họ đào tạo, và Tùng cũng là cái khóa đầu tiên của Viện Dinh dưỡng Quốc gia đào tạo kết hợp cùng với công ty Amway Việt Nam kết hợp, giúp cho Tùng có rất nhiều kiến thức về dinh dưỡng để hiểu hơn. Và Viện Dinh dưỡng Quốc gia họ cũng thông qua những nhà phân phối của Amway học những chương trình này để giúp cho họ kéo dài cái vươn tay đến những người dân để họ hiểu hơn về dinh dưỡng, tại sao dinh dưỡng nó lại là một vấn đề rất là mà giúp cho chúng ta phòng chữa bệnh rất là nhiều, và đặc biệt ở giai đoạn này. Và cũng rất là may mắn thì vừa rồi Tùng cũng tốt nghiệp khóa Mentor F5, là một trong những huấn luyện viên kiểm soát cân nặng của công ty Amway Việt Nam. Và hôm nay thì không giới thiệu nhiều về lý do tại sao Tùng đến với công việc này, mà hôm nay Tùng đang rất là muốn giúp cô bác anh chị nhìn ra một vấn đề, đó là cái tầm quan trọng của sức khỏe. Cái điều này rất là quan trọng, nhưng mà thực ra thì nghe thì có vẻ như là quan trọng, nhưng mà thực ra chúng ta sẽ thấy là chúng ta đâu có để ý nó đâu ạ, không có để ý nhiều đâu ạ. Và ngày xưa Tùng cũng không để ý vì mình là thanh niên, mình nghĩ mình đang khỏe. Vậy thì Cuộc sống OK, xin xin này xin lỗi, đã ai ai kiểm soát mic, ai kiểm soát mic giúp Tùng phải đó. OK, ai kiểm soát mic giúp Tùng phải nhé, không ạ? Vâng, ok rồi anh. Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi rất là lớn, đó là cuộc sống này chúng ta nỗ lực điều gì? Theo anh chị chúng ta nỗ lực điều gì? Anh chị có thể tương tác được chút không ạ? Anh chị có thể đánh ra được một chút không ạ? Tiền bạc, địa vị, gia đình, xã hội, xe, pháo hay cái gì ạ? Chúng ta có thể giao lưu một một hai ý kiến được không ạ? Anh chị có thể đánh được không? Để chúng ta tương tác với nhau. Gia đình đúng không? Cảm ơn em yoga thì mình đúng không ạ? Cái gì đó ạ? Anh chị, chúng ta đang theo đuổi những cái gì ạ? Có phải rất nhiều chúng ta đang theo đuổi rất nhiều những cái mong muốn của nhu cầu cuộc sống đúng không ạ? Gia đình, chính xác, nó là gia đình. Tiền bạc, cảm ơn chị Triều, con cái đúng không ạ? Nhà cửa đúng không ạ? Sức khỏe đúng không ạ? Tiền tài đúng không ạ? Xe hơi đúng không ạ? Của cải đúng không ạ? Địa vị đúng không ạ? Du lịch đúng không ạ? Tất cả những cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Và sự nghiệp nữa, ai chúng ta cũng đều theo đuổi những cái này hết. Như anh chị có công nhận với Tùng, nếu như tất cả những cái chỗ này, nếu như chúng ta không có một cái số 1 đằng trước về sức khỏe thì tất cả những số 0 nó là vô nghĩa. Và vừa rồi nếu như chúng ta để ý kỹ, chúng ta đọc những thông tin ở trên báo chí nói về Ấn Độ vừa rồi, thì rất rất nhiều người có cực kỳ nhiều tiền nhưng họ không làm cách nào được thoát được lưỡi hái của tử thần, chỉ vì họ có tiền nhưng mà không để họ mua được cái sức khỏe khi họ đã bị những căn bệnh này đến. Anh chị có công nhận với Tùng như vậy? Vậy thì tất cả những cái kia nó chỉ là số 0, nếu chúng ta không có sức khỏe thì tất cả những cái đó nó là vô nghĩa. Vậy thì chúng ta
Nghe thì rất là đơn giản vậy thôi, nhưng mà chúng ta thực sự có bao giờ tìm hiểu thêm cái sức khỏe này nó gồm những cái gì và nó ra sao không ạ? Vậy thì tổ chức WHO, tổ chức y tế thế giới, họ có nói những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Di truyền thì chiếm 15%. Anh chị ạ, di truyền thì chiếm 15%. Khí hậu 7%. Xã hội 10%. Mạng nó hơi kém một chút, anh chị thông cảm một chút nhá. Bác sĩ thì 8% là người mà chúng ta rất hay đến để chữa bệnh đúng không ạ? Và đặc biệt hơn, tự giữ gìn sức khỏe chiếm 60%. Anh chị thấy không ạ? Cái vấn đề mình tự giữ gìn sức khỏe nó có rất rất là quan trọng trong cái quyết định sức khỏe của chúng ta. Nhưng gần như chúng ta đang lờ đi điều này. Và chúng ta hay phó mặc đến 8% đó là bác sĩ. Cái điều đó rất là bình thường nữa. Vì ngày xưa Tùng cũng vậy. Vậy thì nguyên nhân là tại sao chúng ta lại bị bệnh thật? Nguyên nhân ở đâu ra mà chúng ta lại có bệnh? Mà đặc biệt bây giờ có rất nhiều người bị bệnh. Vì sao ạ? Vì thực phẩm ô nhiễm. Ngày xưa thịt lợn thì nuôi một năm mới xuất chuồng, nhưng bây giờ chỉ 3-4 tháng mới xuất chuồng. Đúng không ạ? Và bây giờ thực phẩm ô nhiễm rất là nhiều ở ngoài kia. Không khí ô nhiễm, tất cả những cái chúng ta hít vào, người nó ô nhiễm thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta sẽ bị oxy hóa nhanh. Gốc tự do sinh nhanh, căng thẳng stress. Bây giờ áp lực công việc cũng rất là căng thẳng stress, thậm chí làm ngày làm đêm. Đúng không ạ? Và lười vận động. Ăn xong mà chúng ta bắt đầu lằn, chúng ta không có vận động, chúng ta không thể dục thể thao, đúng không ạ? Nguồn nước ô nhiễm, anh chị thấy không ạ? Nguồn nước ô nhiễm. Tất cả những cái điều này á, nó đưa vào trực tiếp vào cơ thể người chúng ta. Và cái gì đó, thức khuya. Cái này thì bây giờ rất nhiều các bạn trẻ, thậm chí là trung niên, tối ngủ trước khi đi ngủ là lại phải cầm cái điện thoại. Còn nhiều người làm việc thức khuya trước đêm hôm đó, thì cái vấn đề này cũng ảnh hưởng sức khỏe. Và đặc biệt hơn, những cái cảm xúc gây cho hại sức khỏe chúng ta. Lo lắng thì hại dạ dày, sợ hãi thì hại thận, căng thẳng thì hại tim, và tức giận thì hại gan, và đau buồn thì hại phổi. Vậy thì tất cả những yếu tố này nó đều tác động với chúng ta, nhưng nó không ngay lập tức giúp chúng ta suy yếu ngay, mà nó từ từ nó làm hại cơ thể chúng ta, và đến lúc mà chúng ta sinh ra vấn đề về bệnh lý. Thế thì sức khỏe dựa vào ai? Rõ ràng khi chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải chữa bác sĩ, đi bác sĩ để chữa, đấy là điều hiển nhiên. Nhưng phòng bệnh thì sao ạ? Là dựa vào bản thân chúng ta. Cái điều này rất là cốt lõi, nhưng mà nói thì rất là đơn giản một câu này thôi, nhưng mà để mà chúng ta thực hiện điều này không phải đơn giản một chút nào, đúng không ạ? Vậy thì phòng bệnh rõ ràng là hơn là chữa bệnh. Vậy thì đừng để bao giờ chúng ta bị bệnh thì chúng ta sẽ đỡ phải đi chữa bệnh. Vậy thì chúng ta sẽ phải đặt một câu hỏi là gì? Những yếu tố nào tạo ra sức khỏe? Những yếu tố nào tạo ra sức khỏe tối ưu? Cái điều này rất quan trọng. Vậy thì yếu tố đầu tiên Tùng muốn nói đến là lối sống lành mạnh. Vậy thì như là nó lối sống lành mạnh, đúng không ạ? Chúng ta nói rất là chung chung. Giống như đi bác sĩ bảo là uống ăn nhiều hoa quả và tăng sức đề kháng, thì bao nhiêu là tăng sức đề kháng, ăn cái gì tăng sức đề kháng, thành phần là bao nhiêu, thì chúng ta không có nói đến điều đó. Vậy thì lối sống lành mạnh là sao? Nó là gì? Nó là tinh thần và lạc quan. Vừa rồi rất là vui được giao lưu với chị Huyền, bạn chị Hải. Chị Huyền thì rất là hay, là lúc Tùng thấy chị lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ. Chị ở nhà, chị bảo chị ở nhà, Tùng tin là không phải chị ở nhà đâu, nhưng chị rất là vui vẻ. Mà Tùng nói là đấy là điều cũng rất là quan trọng trong cuộc sống. Em không biết chị giàu nghèo gì, nhưng cái tinh thần lạc quan của chị đã rất là tốt. Và đã có những cái chứng nghiên cứu khoa học là gì, hai người cùng bị ung thư, cái người mà tinh thần lạc quan tích cực thì sống lâu hơn những người mà tiêu cực, luôn luôn đau, nghĩ đến đau yếu, và bắt đầu bệnh càng ngày càng nặng hơn, và cuối cùng là người họ mất sớm hơn cái người mà tích cực lạc quan. Thứ hai đó là gì ạ? Đó là ngủ nghỉ đúng giờ. Cái này cũng rất là quan trọng anh chị ạ. Ngủ nghỉ ngày phải ngủ đủ giấc, đủ giờ, đủ tiếng để tế bào mình tự tái tạo lại. Cái ba nữa là gì? Thói quen sinh hoạt ăn uống phải hợp lý, đúng như thời điểm, vì cơ thể người mình nó là một cỗ máy sinh học hoàn hảo. Nếu chúng ta biết kết hợp với nó để vận dụng nó thì chúng ta sẽ giúp nó có một cơ thể rất là tuyệt vời. Nhưng vấn đề chúng ta, cái thói quen sinh hoạt của chúng ta đã chính chúng ta đã làm giúp cho cơ thể chúng ta càng ngày càng sinh ra những vấn đề về bệnh lý. Và điều thứ hai đó là gì? Đó là thể dục thể thao. Thực sự cô bác anh chị ngày xưa Tùng rất chủ quan vấn đề này. Tùng nghĩ là mình là thanh niên cần gì phải thể dục thể thao. Nhưng sau này Tùng phát hiện ra là cái vấn đề thể dục thể thao này, chúng ta mỗi sáng dành cho 30-45 phút cực kỳ quan trọng giúp cơ thể chúng ta. Vậy thì anh chị thấy không ạ? Các những yếu tố này Tùng vừa nói ở trên đây là những cái yếu tố mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được, chúng ta có thể làm được điều này. Đúng không ạ? Và anh chị thấy không? Cái vấn đề này là chúng ta không mất phí. Nhưng thường thường chúng ta bỏ qua và lờ đi bệnh này. Đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta bị bệnh, chúng ta gặp bác sĩ. Và vấn đề cuối cùng đó là gì? Vấn đề về dinh dưỡng hợp lý. Cái dinh dưỡng hợp lý này thì cũng bật mí anh chị, là ngày trước Tùng không hiểu. Tùng cứ nghĩ là ồ mình ăn uống như này là đủ chất, nhưng sau này Tùng mới phát hiện ra là mình ăn uống không đủ chất một chút nào. Thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về dinh dưỡng hợp lý ra sao. Có được không ạ? Vậy thì chúng ta ở đây rõ ràng chúng ta sẽ thấy là những ai mà tự tin nói là tôi có đầy đủ những yếu tố này thì cho Tùng xin số 1 được không ạ?
Còn nếu ai cảm thấy mình chưa đủ tự tin thì cho xin số 2 đúng không ạ? Để chúng ta biết được là chúng ta là những người đang khỏe rồi, hay là những chúng ta đang có thói quen tốt rồi, hay là chúng ta vẫn chưa có thói quen tốt ạ. Những ai mà có thói quen tốt thì cho đúng những yếu tố này thì cho số 1. À, số 2 đúng không ạ? Tức là chúng ta vẫn chưa tốt đúng không ạ? À, có mỗi mình Hoan Anh ạ. Yoga thì mình số 1 đúng không ạ? Tốt quá chúng. À, anh Giang, cảm ơn, chào anh Giang. Số 1 đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các anh chị. Vì thực ra chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút là vậy thì tầm quan trọng của cái vitamin khoáng chất, cái này rất là quan trọng, nó nằm ở trong dinh dưỡng hợp lý đó, những cái rau củ quả hoa quả chúng ta ăn uống đó. Cái vitamin khoáng chất này bật mí với anh chị ấy, đó là người ta nói là thiếu vitamin khoáng chất gọi là lạm đói tiềm ẩn, có thể gây ra rất nhiều các loại bệnh, rất nhiều những triệu chứng và sau đó chúng ta gây ra những bệnh. Ví dụ chúng ta đâu hơi đau mỏi xương khớp là chúng ta đang thiếu canxi nhưng chúng ta đâu có bổ sung ngay đúng không ạ? Bong da tay đó là thiếu vitamin C. Đấy là những dấu hiệu đó, nhưng mà sau đó nó sẽ dần dần nó đưa đến chúng ta bị bệnh. Vậy thì vì sao cơ thể chúng ta cần dinh dưỡng? Tại sao phải cần? Nhiều người sẽ hỏi lý do là tại sao tôi phải dùng dinh dưỡng? Thì nó có rất nhiều yếu tố, nhưng mà Tùng sẽ tóm lại là gì? Có 4 yếu tố chính, đó là trao đổi chất, giúp chúng ta trao đổi chất, giúp chúng ta trưởng thành, bổ sung năng lượng và phục hồi tế bào, phục hồi tế bào. Vậy thì thành phần của cấu tạo cơ thể chúng ta sẽ thấy là gì? Cơ thể chúng ta là một cỗ máy. Vậy thì nếu như một cỗ máy này vận hành trơn tru, chúng ta phải biết là cỗ máy này nó gồm những cái gì, nó tạo ra cỗ máy này. Ủa đúng không ạ? Khi chúng ta chỉ có biết được cái nguồn gốc của cỗ máy này từ cái gì tạo ra, thì chúng ta hãy chăm sóc những cái bộ phận đó tốt nhất, thì cơ thể chúng ta tự chắc sẽ khỏe nhất. Giống như cái xe máy đúng không ạ? Chúng ta biết nó từ những bộ phận nào, thì chúng ta sẽ bổ tu sửa và bảo dưỡng bộ phận đó, thì cái xe máy nó sẽ chạy rất là tốt. Vậy thì cái vấn đề nằm ở đây là gì? Nước nó chiếm 60% cơ thể chúng ta. Đạm là protein chiếm 20%. Bột đường chiếm 2%, đúng không? Lipid, chất béo chiếm 15%. Thì chúng thấy bột đường thì chúng ta thường thường ăn rất là nhiều, đạm thì chúng ta ăn ít hơn, nó hay đi ngược. Vitamin 1% và chất khoáng 3% và chất xơ thì 0% nào, nhưng nó rất là quan trọng cho cái đường tiêu hóa của chúng ta. Thế đó, anh chị sẽ thấy không? Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy được, nó là đây là cơ thể của mình gồm những cái gì tạo lên. Vậy thì chúng ta sẽ biết một chút, hỏi tìm hiểu một chút về thông tin con người. Cái điều này rất là quan trọng. Các thông tin con người này là gì? Cơ thể chúng ta cấu thành từ 60.000 tỷ tế bào, và mỗi ngày có khoảng 4 tỷ tế bào chết đi và sinh ra. Nên cái chuyện mà chúng ta bong một chút da, ta tay hoặc là rụng tóc, đó là chuyện rất là bình thường. Đó là những tế bào sinh ra và nó chết đi. Vậy thì anh chị sẽ thấy là tế bào dạ dày thì 7 ngày thay mới một lần, sinh ra và nó chết đi trong vòng 7 ngày. Và tế bào da thì là 28 ngày, đặc biệt hơn là tế bào gan 180 ngày thay mới một lần. Và tế bào tiếp theo nữa là tế bào hồng cầu thì là 120 ngày thay mới một lần. Tế bào xương 75 thay mới một lần. Nên tại sao những người bị xương khớp thì họ sẽ gần như rất là khó để cho họ có thể khỏi ngay, vì nó gồm 75. Vậy nên là tại sao đi bị xương khớp hay cho những cái giảm đau thôi anh chị ạ. Thực sự với anh chị. Vậy thì tế bào được cấu thành từ các hợp chất protein, lipid, glucid, và do đó cơ thể chúng ta cần dinh dưỡng để phát triển và duy trì sự sống. Anh chị ạ, chứ chúng ta không có bất kỳ một cái thành phần nào là thuốc tây ở đây cả. Anh chị sẽ thấy một điều rất là rõ ràng. Vậy thì cơ thể chúng ta là bao gồm từ những chất dinh dưỡng, từ những chất đó nó ăn uống đưa vào để chúng ta nuôi dưỡng những tế bào để chúng ta phát triển. Vậy thì sẽ có một vấn đề là giờ sinh học. Vừa rồi nói thói quen sinh hoạt đúng không ạ? Thì cái giờ sinh học này rất là quan trọng. Chúng ta sẽ thấy là cơ thể chúng ta nó có một cái giờ sinh học. Từ 23 giờ đến 1 giờ là gan nó thải độc. Chính vì vậy chúng ta cần được sự nghỉ ngơi, yên tĩnh, ngủ sâu. Từ 1 giờ đến 3 giờ là chúng ta là thời gian thải độc của mật, anh chị ạ. 3 giờ đến 5 giờ là tủy sống tái tạo máu và phổi bài độc. Và 5 giờ đến 7 giờ là ruột già thải độc, cần thiết phải đi toilet, đi vệ sinh để chúng ta thải độc. 7 giờ đến 9 giờ là giai đoạn tốt nhất để chúng ta ruột non hấp thu lên, chúng ta cần phải ăn sáng và ăn sáng đầy đủ chất nhất, thì ruột non hấp thu tốt nhất và cơ thể chúng ta sẽ có sự sức khỏe tốt nhất. Và 21 giờ đến 23 giờ là thời gian hệ miễn dịch thải độc và chúng ta cần nghỉ ngơi, yên tĩnh, thư giãn, không căng thẳng cơ chết. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là đây là những thời điểm mà cơ thể chúng ta nó cần để sửa chữa và phục hồi những cái tế bào ở những cái bộ phận đó. Mà nếu chúng ta cung cấp đầy đủ chất cũng như chúng ta cho họ có thời gian để nghỉ ngơi thì sẽ rất là tốt cho cơ thể chúng ta. Nên cái thói quen sinh hoạt ăn uống rất là quan trọng. Vậy thì cơ thể chúng ta cần gì? Cái điều này chúng ta sẽ đặt câu hỏi đúng không ạ? Anh chị có quan tâm cái điều này không ạ? Cơ thể chúng ta cần gì?
Vậy thì chúng ta sẽ biết là cơ thể chúng ta là gồm những cái đó. Vậy thì nó phải cần những cái gì để bổ sung cái đó? Nếu như anh chị thực sự quan tâm thì chúng ta sẽ có số 6 đúng không ạ? Để chúng ta cùng nhau giao lưu một chút đúng không ạ? Dinh dưỡng đúng không ạ? Dinh dưỡng cụ thể hơn đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh chị. Vậy thì vấn đề cơ thể chúng ta cần cái gì? Và Tùng hay nói là chúng ta hãy ví cơ thể mình giống như ngôi nhà cho nó dễ, đúng không ạ? Vậy thì cái ngôi nhà này thì có phải là chúng ta sẽ cần đó là gì? Cần những viên gạch để xây nhà đúng không ạ? Giống như người mình thì phải cần đạm. Vậy thì protein là những viên gạch để xây dựng lên ngôi nhà, nó giống như viên gạch, và xây dựng lên các tế bào của cơ thể chúng ta. Nó là đạm đấy ạ. Cái thứ hai, nó là chất béo. Chất béo này, anh chị tưởng tượng, ngôi nhà chúng ta thì nó chính là những cái đường điện để làm bắt thắp sáng ngôi nhà. Vậy axit béo omega 3 là nguồn điện sự sống của ngôi nhà, cũng như là tốt cho tim mạch não bộ của con người. Anh chị thấy không ạ? Cái điều này cũng rất là quan trọng với cái omega 3 này. Và cái thứ ba nữa đó là vitamin và khoáng chất. Đây chính là chất kết dính những viên gạch lại với nhau, giống như là vữa để dính những viên gạch với nhau ấy. Thì ở trong dinh dưỡng mình thì vitamin khoáng chất nó giúp cho xảy ra những phản ứng chuyển hóa, giúp cho kết hợp với protein và omega 3 thực hiện hàng trăm các hoạt động sống và giúp chúng ta chuyển hóa những cái chúng ta ăn vào cơ thể mình thành những chất dinh dưỡng để hấp thu, biến thành những acid amin để hấp thu cho cơ thể người mình. Nên là vitamin khoáng chất rất rất là quan trọng, nhưng chúng ta thường thường không để ý đến. Giống như nếu gạch chúng ta có đạm mà chúng ta cứ đặt lên nhau thì ngôi nhà cũng không thể nào xây được đúng không ạ? Phải có chất kết dính, đó là vữa để dính những viên gạch lại với nhau. Thì vitamin khoáng chất chính là những viên gạch đó. Vậy thì một cái nữa đó là dưỡng chất thực vật, một cái từ rất là mới mà rất nhiều anh chị sẽ chưa biết cái điều này. Thế vậy thì dưỡng chất thực vật nó là gì? Thì Tùng sẽ nói qua một chút. Dưỡng chất thực vật nó ví như giống một cái lớp sơn chúng ta quét bên ngoài ngôi nhà để bảo vệ chúng ta. Nó là chất chống oxy hóa rất là mạnh đó. Vậy thì cụ thể nó như sao thì tí nữa chúng sẽ nói sâu về phần dưỡng chất thực vật cho anh chị biết hơn. Vậy thì đó, chúng ta sẽ thấy được cơ thể chúng ta cần những cái thành phần này để giúp cho cơ thể chúng ta tốt hơn. Vậy thì nếu như chúng ta bổ sung được đầy đủ hết rồi thì quá tốt rồi đúng không ạ? Vậy thì có một cái nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng, chứ không phải là chúng ta cứ bổ sung càng nhiều càng tốt. Không phải anh chị ạ. Bất kỳ cái gì nó cũng sẽ có những cái tỷ lệ nhất định và những cái nguyên tắc nhất định của nó. Vậy thì nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng đầu tiên là chất lượng tốt. Tại sao tôi nói điều này? Rất nhiều rau củ quả bây giờ họ phun thuốc trừ sâu xong mình ăn là mình ăn luôn thuốc trừ sâu, đúng không ạ? Thực phẩm cũng vậy. Vậy thì chất lượng tốt ở đây chính là cái thực phẩm phải có chất lượng tốt. Vậy thì nếu như cái nguồn gốc nguyên liệu của những cái nguyên liệu đó mà chúng ta kiểm soát được, mà đặc biệt nó là hàng sạch, thì đấy là điều tuyệt vời nhất. Đó, hữu cơ sạch là điều tuyệt vời nhất, đúng không? Cái thứ hai đó là gì? Đó là tỷ lệ cân bằng. Anh chị thấy không ạ? Để có một ngôi nhà đẹp như này thì sẽ phải có những cái tỷ lệ, có cái thiết kế, có những cái tỷ lệ như là xi măng, gạch, thép, cát sỏi, tất cả phải có những cái tỷ lệ. Không thể nào tất cả cái ngôi nhà này chỉ bằng sắt, hoặc là chỉ bằng gạch, hoặc là chỉ bằng vữa, hoặc là chỉ bằng một cái gì đó, mà nó có những cái tỷ lệ của nó hết rồi, phải được thiết kế. Vậy thì cơ thể người mình cũng vậy, họ phải cần những cái tỷ lệ khớp với những cái trong cơ thể người mình cần, theo những tỷ lệ cân bằng thì nó mới hấp thu tốt nhất và giúp cho mình có khả năng tốt nhất. Chứ không phải là chúng ta ăn rất nhiều tinh bột hoặc rất nhiều đạm vào là cơ thể chúng ta tốt, không phải đâu ạ. Mà tất cả mọi thứ nó đều có tỷ lệ hết. Và cái nguyên tắc bổ sung thứ ba đó là kịp thời. Kịp thời là sao ạ? Anh chị tưởng tượng một cái xe ô tô cực kỳ xịn, cực kỳ đắt tiền này, nhưng nó hết xăng thì nó chẳng có tác dụng gì, đúng không ạ? Vậy nên là cơ thể chúng ta cũng vậy. Ô tô, xe máy hết xăng phải đổ ngay thì cơ thể chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ có một cái lượng dự trữ vitamin, khoáng chất ở trong cơ thể chúng ta, nhưng chúng ta đừng bao giờ để cạn kiệt dinh dưỡng, mà hãy bổ sung kịp thời để cơ thể chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Vì khi mà dinh dưỡng càng ngày càng thiếu hụt thì cơ thể chúng ta càng ngày càng yếu ớt và sinh ra bệnh tật. Giống như cái xe vậy, khi dầu luyên ít dần nó vẫn đi được, nhưng nó sẽ yếu dần, và đến lúc hết sạch dầu luyên thì xe nó sẽ hỏng đi. Thì anh chị ạ, đừng để bao giờ xe nó hỏng, mà hãy bảo trì bảo dưỡng liên tục. Vậy thì phải cảnh giác những dấu hiệu phát ra từ cơ thể chúng ta. Vừa rồi rất nhiều anh chị nói là mình thực hiện được những yếu tố tạo sức khỏe tối ưu, đúng không ạ? Nhưng anh chị có bao giờ để ý thấy thỉnh thoảng mình đôi khi ngồi dậy đứng lên hơi chóng mặt, thỉnh thoảng hơi đau đầu, thỉnh thoảng hơi mỏi xương khớp? Đấy là những dấu hiệu của chúng ta đang có vấn đề về sức khỏe, nhưng nó chưa biểu hiện ra anh chị ạ. Nên là chúng ta không thể chủ quan được những vấn đề này. Vậy thì có một cái thực trạng, đó là thực phẩm hiện nay là cái chúng ta đưa vào cơ thể, nuôi dưỡng cơ thể chúng ta, thì bây giờ đang là rất nhiều những thực phẩm bẩn, hóa chất độc hại đưa vào cơ thể người chúng ta, và đáng báo động. Cái này thực sự là rất là đáng báo động. Ở chúng ta, đất nước chúng ta là đất nước đang phát triển, chính vì vậy những thực phẩm ăn nhanh, fast food, và những thực phẩm có rất nhiều cái dầu mỡ chan fat, rất nhiều những cái không tốt cho sức khỏe. Nhưng vì cuộc sống công nghiệp nên chúng ta đôi khi phải tiện, nên là chúng ta đã sử dụng vào.
Vậy thì tại sao chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng? Vì đây là lý do đôi khi chúng ta rất hay ăn những cái tạm bợ, những hay tiện để làm sao nhanh nhất để chúng ta lao vào công việc. Và cuộc sống bây giờ chúng ta đang thiếu cái gì ạ? Vitamin khoáng chất, vitamin khoáng chất, chất xơ, vận động và rất nhiều những cái khác nữa. Và chúng ta thừa thì rất là nhiều luôn. Đó là thừa chất bảo quản, đường, mỡ, độc tố gốc tự do, stress, căng thẳng. Và tất cả những cái đó đều tạo ra cho mình một cái sức khỏe không được tốt. Vậy thì dinh dưỡng giúp chúng ta bài trừ độc tố, tu bổ tế bào và để cơ thể khỏe mạnh thì cần dinh dưỡng chứ không phải cần thuốc. Anh chị có đồng lòng với Tùng là tất cả vừa rồi Tùng nói với anh chị là từ nãy giờ là chưa có bất kỳ một cái thành phần nào gọi là thuốc để giúp chúng ta cơ thể chúng ta khỏe hơn hoặc là xây dựng tế bào chúng ta, mà tất cả là đều từ những cái chúng ta ăn uống đưa vào cho cơ thể chúng ta tốt hơn. Và cái thuốc đó chỉ là những cái mà khi chúng ta bị bệnh rồi chúng ta giải quyết phần ngọn thôi, còn phần gốc rễ vấn đề nó chính là do chúng ta ăn uống không đầy đủ chất đó. Vậy thì các tiền bối nói gì về dinh dưỡng sức khỏe đúng không ạ? Từ nãy giờ Tùng nói thì chia sẻ với anh chị, ngài Hippocrates đó là gì, ông tổ của nền y tế y học thế giới ấy, thì ông cũng đã nói là gì, hãy để thức ăn là thuốc và thuốc là thức ăn. Và sâu xa hải thượng lãn ông ở Việt Nam mình đúng không ạ, thì ông nói gì, vạn bệnh vào từ miệng. Tức là các bậc thầy về y học về họ đã nhìn thấy vấn đề nó là gì, bệnh là từ miệng mà vào, từ những cái ăn uống của chúng ta đưa vào. Và hãy biến những cái ăn uống chúng ta thành thuốc để giúp chúng ta giải quyết được những về bệnh, chứ không phải là dùng thuốc, mà hãy dùng thức ăn. Vậy thì Tùng sẽ nói lại là tại sao nói là bữa sáng rất là quan trọng. Vì lúc nãy chúng ta đã nói từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là giai đoạn mà ruột non chúng ta hấp thu tốt nhất, hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng nhất. Vậy thì cái bữa nó sẽ rơi vào bữa sáng của chúng ta, là giúp chúng ta hấp thu được nhiều dưỡng chất nhất. Vậy thì bữa sáng rất là quan trọng. Muốn duy trì sức khỏe tối ưu thì cần được phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng vào bữa sáng. Cái điều này cực kỳ quan trọng. Và bữa sáng quyết định năng lượng, hiệu quả công việc trong một ngày của chúng ta. Và bữa sáng có thể ảnh hưởng đến tư tưởng, hành vi và cảm xúc của một ngày. Và anh chị thấy không, lượng đường gluco trong máu đủ mới có thể đáp ứng được đủ năng lượng mà tế bào cần thiết. Và lượng đường gluco bình thường là từ 80 đến 120 mg trên 100 ml máu. Vậy thì cái bữa sáng này là bữa sáng cực kỳ then chốt. Và ngày xưa, tức là không phải ngày trước, mà rất nhiều các thầy cô nói với Tùng một câu đó là gì, bữa sáng là bữa ăn cho mình, bữa thứ trưa là ăn cho bạn, và bữa thứ tối là ăn cho kẻ thù. Nhưng mà thường thường người dân chúng ta thì là sao ạ, là bữa sáng chúng ta ăn qua loa để đi làm đó, bữa trưa thì ở cơ quan chúng ta cũng ăn, gọi là ăn qua loa, ăn đi ăn bên ngoài không biết có đủ chất dinh dưỡng hay không, và chúng ta tập trung vào bữa tối, chúng ta mua rất nhiều thứ sơn hào hải vị về ăn, cả đại gia đình chúng ta ăn rất nhiều thứ vào buổi tối. Và chúng ta phát hiện một thời gian là ăn xong vào một thời gian 5 năm 10 năm sau thì cân nặng chúng ta cứ lên lầm, nhưng lên không phải lên vào cơ mà chúng ta lên vào mỡ, và xảy ra tình trạng béo phì vì chúng ta ăn hoặc nó tích lại, và bữa đấy là kẻ thù đó. Vậy thì những nguy hại nào khi bỏ ăn sáng, Tùng sẽ lướt qua một chút. Anh chị thấy không, già nhanh chắc chắn chị em rất là lo đúng không, mỏi, bệnh dạ dày rất rất nhiều, loại sỏi mật, béo phì, tim mạch, suy dinh dưỡng, các bệnh mãn tính và táo bón. Anh chị sẽ thấy không ạ, rất nhiều những cái bệnh lý đó nó có thể dẫn đến cơ thể chúng ta. Và đây là chỉ có những cái, một số những cái gọi là Tùng nói về đại diện thôi, chứ còn rất nhiều cái liên quan đến nữa mà chúng ta đôi khi chúng ta không để ý thấy, nhưng mà có rất có thể nó sẽ liên quan đến cái việc chúng ta bỏ ăn sáng đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng một chút những cái vấn đề này đúng không ạ, để chúng ta sẽ thấy vấn đề già nhanh. Cái vấn đề này cũng rất là rõ ràng, là do cơ thể chúng ta không ăn sáng ấy, thì cơ thể người chúng ta phải sử dụng cái lượng glycogen và protein dự trữ trong cơ thể để tạo cho sự hoạt động của chúng ta, hoạt động cho cơ thể, và làm cho bề mặt da chúng ta sẽ bị khô rám và mất dinh dưỡng, và do đó là xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, nên là chúng ta sẽ bị già nhanh hơn. Đấy là vấn đề già nhanh. Vấn đề mệt mỏi thì sao ạ? Anh chị sẽ thấy là gì, khi bỏ bữa ăn sáng khiến cho quá trình trao đổi chất chậm lại, gây cảm giác uể oải mệt mỏi. Khi ăn sáng thường xuyên và đều đặn thì cơ thể được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, giúp cơ thể trao đổi chất diễn ra thuận lợi, từ đó giúp cơ thể chúng ta luôn luôn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Và bữa sáng giúp cho năng lượng của não hoạt động tốt hơn và đủ nhiên liệu để hoạt động, thì người ra tỉnh táo và không mệt mỏi. Và rất nhiều những cái vụ tai nạn nó liên quan đến rất nhiều, là khi sáng chúng ta chủ quan không ăn sáng là chúng ta bị mệt mỏi, tụt huyết áp, và những cái xử lý trên đường chúng ta không được tốt nữa, không được minh mẫn, không được tốt nữa, không tập trung nữa, và xảy ra những cái việc đó là việc
Họ đã nghiên cứu thấy rất rõ ràng vấn đề đó. Vấn đề thứ hai là dạ dày. Rất nhiều người rất là chủ quan. Dạ dày chúng ta vẫn luôn luôn được co bóp và dịch vị được tiết ra, nhưng không có gì để tiêu hóa lên vì chúng ta bỏ bữa, dẫn đến là gì, viêm loét dạ dày, do ruột bị rỗng, nhu động giảm và tất cả các chất cặn bã ngày hôm trước không có cơ hội được đào thải ra, dẫn đến là chúng ta thành bị sỏi dạ dày. Và vấn đề sỏi mật, dịch mật trong túi đã được chắt trải qua sự chắt lọc một đêm, và khi chúng ta ăn sáng thì nó sẽ tiết ra, thì nó giúp cho chúng ta là chuyển hóa chất béo, nhưng mà vì chúng ta không ăn sáng, dịch mật nó không có, nó không lưu được, nó lưu lại trong túi mật và rất dễ để hình thành sỏi mật. Nên là các anh chị đâu, những vấn đề đó là vấn đề liên quan rất nhiều đến cái bữa ăn sáng đó. Rồi, vấn đề béo phì đúng không ạ? Rất nhiều chị em nhìn cái bức ảnh này rất là hãi đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cẩn thận không đùa được đâu ạ. Cái gì ạ? Bữa sáng có tác dụng gì ạ? Bữa sáng có tác dụng giúp các cơ bộ phận, khi chúng ta mà bắt đầu bữa sáng chúng ta ăn ấy, thì giúp cho cơ thể chúng ta nó sau một đêm nhịn đói ấy, thì nó sẽ được đủ đầy đủ chất. Nhưng vì chúng ta nhịn đói ấy, thì cơ thể chúng ta đang ở trạng thái đói thì nó có xu hướng là tích mỡ, dự trữ năng lượng lại. Nên là buổi chiều buổi tối ấy, khi mà chúng ta mà vận động ít hơn ấy, thì lượng mỡ dự trữ nó không tích, không chuyển hóa được hết và nó tích lại trong người chúng ta, ngày ngày nó sẽ làm cho chúng ta bị dẫn đến béo phì. Nên cái việc mà cơ thể chúng ta nó có những cái khả năng thích ứng khi chúng ta nhịn ăn sáng thì nó phải lấy năng lượng, nó tích mỡ lại, nó tích mỡ lại để nó giúp chuyển hóa của chúng ta. Nên là anh chị ạ, lưu ý là không thể đùa được đâu. Mọi người không nghĩ là cứ nhịn ăn là sẽ giải quyết được vấn đề béo phì, không phải đâu ạ. Mà chúng ta ăn uống đầy đủ chất, đầy đủ bữa và chúng ta biết cách ăn uống thì sẽ không bao giờ sinh ra béo phì. Còn nếu không ạ, chúng ta nhịn, chúng ta rất nhiều người nói là tại sao tôi nhịn mà tôi vẫn bị béo, đó là rất nhiều lý do, mà một trong những lý do đó chính là bữa ăn sáng của chúng ta. Và tim mạch đúng không ạ? Thì sau một đêm thì cần phải bổ sung nước và để tiêu hóa sau một đêm và độ sánh của máu được tăng lên. Chính vì vậy chúng ta có những thói quen ăn uống và uống nước vào buổi sáng thì giúp cho chúng ta đỡ được, giảm được cái tỷ lệ những người tim mạch. Và cái này là rất nhiều nhà khoa học ở Mỹ họ đã nghiên cứu, họ thấy là những người mà hay bị bệnh tim ấy, là những người mà hay bỏ bữa ăn sáng, thậm chí không ăn sáng. Còn những người mà ăn sáng đều đặn ấy, thì cái tỷ lệ người bị bệnh tim ấy, nó giảm đi rất là nhiều. Đó. Vậy thì suy dinh dưỡng nữa, anh chị thấy không, buổi sáng là thời gian quan trọng nhất để hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng chúng ta không ăn nên là chúng ta thiếu những chất đó, và thiếu chất thì dần dần thiếu nhiều chúng ta gây ra thiếu hụt chất và chúng ta bị suy dinh dưỡng, và khi đã suy dinh dưỡng rồi thì rất khó để mà có thể phục hồi lại anh chị ạ, rất khó để có thể phục hồi lại vì lúc đó chúng ta đã bị thiếu chất nhiều quá rồi đó. Và những cái mà giúp cho chúng ta hấp thu được chất thì nó không còn nữa rồi. Những cái lông mao của ruột non chúng ta nó không mọc được ra nữa để không hấp thu được chất dinh dưỡng rồi. Thì rất là khó để chúng ta có thể lên lại được cân. Táo bón nữa. Rất là khổ đúng không ạ? Thì ăn sáng đầy đủ giúp cơ thể chúng ta xuất hiện những cái hiện tượng phản xạ của dạ dày và đại tràng, là phản xạ tự nhiên. Là cứ đến sáng 5 giờ đến 7 giờ chúng ta sẽ đi vệ sinh. Nhưng mà khi chúng ta không ăn sáng, nó lâu ngày nó thành thói quen thì sẽ mất đi cái quản phản xạ này. Và dần dần dẫn đến triệu chứng là táo bón. Và anh chị thấy kinh khủng không ạ? Và chính cái táo bón này nó gây ra rất nhiều những vấn đề về bệnh lý, đặc biệt là ung thư. Và đây là đại tràng của những người bị ung thư, anh chị thấy không ạ? Và các bệnh mãn tính xuất hiện. Bắt đầu công việc là ở tình trạng mà đói mềm ấy, để có sức lực, cơ thể phải phát huy các tuyến như tuyến giáp, tuyến thận, tuyến yên để hoạt động năng lượng của nó. Chính vì vậy là khi các tuyến này hoạt động quá tải, nó tạo ra rất nhiều axit trong cơ thể người mình và dẫn đến rất nhiều những bệnh mãn tính. Nên là hy vọng rằng anh chị thấy được rằng thực sự cái bữa ăn sáng nó rất là quan trọng cho chúng ta. Vậy thì làm thế nào để có một bữa ăn sáng đủ chất, đơn giản, tốt cho sức khỏe? Chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta hay ăn một cái gì đó tạm bợ. Và đôi khi chúng ta ăn cũng không đủ chất được vitamin, khoáng chất, dinh dưỡng. Và cái đó rất là quan trọng cho những phát triển đến tế bào. Vậy thì làm cách nào bây giờ? Thì Tùng có đưa cho các anh chị một cái giải pháp, đó chính là cái bữa ăn sáng bằng Happy Meal. Tại sao lại là Happy Meal? Thì bây giờ Tùng sẽ phân tích cho anh chị sẽ thấy được cái bữa ăn sáng này nó sẽ có những cái gì để giúp cho anh chị thấy được cái ưu việt của nó. Có được không ạ? Đây là một cái bộ sản phẩm về Happy Meal. Trong đó có một cái bình lắc. Thế thì ai giúp Tùng quản lý cái mic được không ạ? Anh chị sẽ thấy được là cái bộ Happy Meal này nó gồm những cái gì, Tùng sẽ đi vào chi tiết sau. Vậy thì đầu tiên Tùng sẽ nói lên 10 lợi ích của bữa ăn hạnh phúc Happy Meal này.
anh chị sẽ thấy rất là rõ ràng. Thứ nhất là bữa ăn thay thế cái bữa ăn ít đường và ít chất, thay thế bữa ăn dinh dưỡng, và cái bữa ăn này nó ít đường và ít chất béo. Đặc biệt hơn là cung cấp năng lượng cần thiết cho mỗi ngày. Vitamin E ở trong cái bữa ăn này giúp cân bằng nội tiết, điều chỉnh hormone, giúp có làn da đẹp và mịn màng. Anh chị thấy không ạ? Rồi. Anh Tùng ơi. Alo, anh Tùng ơi. Mic của anh Tùng không có tiếng. Online cũng có cái hay và có cái dở anh chị nhỉ. Anh chị thông cảm một tí. Anh chị đã nghe thấy tiếng chưa? Nghe rõ rồi anh ạ. Ok. Em kiểm soát mic chụp ảnh. Ok. Anh chị nghe rõ chưa? Cho Tùng xin tràng số 6 được không ạ? Để chúng ta tương tác lại được không ạ? Cảm ơn các anh chị. Anh chị nghe rõ cho tràng số 6. Cảm ơn ạ. Anh chị thấy không ạ? Vâng, cảm ơn các anh chị. Mạng nó chưa được chuẩn lắm ạ. Đến đây rồi đúng không ạ? Anh chị sẽ thấy cái bữa ăn này nó cung cấp nguyên liệu cần thiết với 60 loại chất dinh dưỡng hoàn chỉnh để phục hồi và phát triển tế bào và chống lão hóa. Cung cấp hơn 17 loại dinh dưỡng và chứa rất nhiều chất chống oxy hóa trong cơ thể chúng ta, chống gốc tự do và phòng ngừa bệnh tật. Tùng không nói cái này chữa ung thư nhé, nhưng cái này giúp chúng ta phòng ngừa và có thậm chí là có thể phòng ngừa ung thư nếu chúng ta chưa bị. Và đặc biệt là dầu cá từ biển sâu La Uy giúp chúng ta tránh được huyết áp cao và mỡ máu và giúp cho não bộ và tim mạch tốt hơn. Vậy thì tại sao chúng ta lại chọn thương hiệu Nutrilite? Ở ngoài kia rất nhiều người cũng nói đến thực phẩm dinh dưỡng tốt và uy tín rất nhiều đúng không? Nhưng tại sao hôm nay Tùng sẽ nói cho anh chị về thương hiệu Nutrilite? Đây là một cái điều rất là quan trọng để chúng ta lựa chọn. Giống như chúng ta có thể mua quần áo, chúng ta có thể mua rất nhiều loại vào shop hoặc là mua ở ngoài chợ, mua ở đâu cũng có đúng không? Đều là quần áo mặc cả. Nhưng vấn đề chúng ta mặc vào trong người nó như thế nào là chuyện khác. Vậy thì những cái sản phẩm bữa ăn cũng vậy, dinh dưỡng cũng vậy, thì có rất nhiều thương hiệu. Tại sao chúng ta lựa chọn thương hiệu Nutrilite? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ nói về vấn đề về lịch sử cũng như là quy trình. Thì lịch sử nó ra đời năm 1934 đến bây giờ là bao nhiêu năm ạ? Anh chị thấy không ạ? Hơn 85 năm rồi. Và đặc biệt hơn là doanh số cao nhất trên toàn cầu, tức là bán chạy nhất. Và điều mà Tùng rất thích ở cái thương hiệu này chính là nguồn gốc nguyên liệu của họ làm sạch 100%. Và bây giờ trên thế giới chỉ có Nutrilite là thương hiệu duy nhất sở hữu ba lông tang hữu cơ ở Mỹ, Mexico, Brazil và ba lông tang hữu cơ. Đó, vì anh chị thấy đó. Và đặc biệt hơn nữa là doanh số cao nhất này, nông trang hữu cơ duy nhất này, tuổi đời lâu nhất này. Và đặc biệt nữa nó là gì? Là họ tài trợ cho những vận động viên Olympic ở Trung Quốc. Anh chị tưởng tượng là ở Trung Quốc những vận động viên Olympic là những vận động viên đại diện quốc gia để đi thi. Mà Trung Quốc là bậc thầy về đông y. Nhưng Nutrilite là thương hiệu tài trợ cho tất cả vận động viên đó. Và ở Việt Nam mình thì cũng tài trợ cho Hậu Việt Nam. Và đặc biệt hơn là vừa rồi thì Amway kết hợp với Bộ Y tế hỗ trợ các cháu bé suy dinh dưỡng xương ở những tỉnh Nghệ An và Hà Giang, những sản phẩm dinh dưỡng. Và cái điều Tùng muốn chốt ở đây á, cho anh chị thấy là sản phẩm Nutrilite là sản phẩm không biến đổi gen, tức là sản phẩm tự nhiên 100%, không có dùng công nghệ biến đổi gen.
Vậy thì sự khác biệt giữa Nutrilite và những ở bên ngoài thị trường, vitamin bên ngoài thị trường nó là vitamin vô cơ, và khác biệt với vitamin Nutrilite ở chỗ nào? Vitamin Nutrilite nó là sản phẩm từ những thực vật, và đặc biệt hơn nó cung cấp, ngoài vitamin ra nó cung cấp cho chúng ta dưỡng chất thực vật, nó là chất chống oxy hóa rất là mạnh, phyto lưu truyền đó, giống như lúc nãy Tùng nói ngôi nhà phải lớp quét sơn ấy. Vậy thì cái dưỡng chất thực vật này, lớp quét sơn đấy, nó là cái gì? Thì nó là điều tuyệt vời, đó là nó là đủ 5 loại màu sắc mà cơ thể chúng ta cần tốt cho sức khỏe. Ngày trước Tùng cũng không biết điều này, mình cứ nghĩ ăn rau là được, nhưng hóa ra ăn rau chúng ta toàn ăn màu xanh. Nhưng màu xanh nó chỉ tốt cho sức khỏe tế bào và hỗ trợ chức năng động mạch, phổi, duy trì chức năng gan. Nhưng chúng ta sẽ thiếu màu tím, nó giúp chúng ta hỗ trợ trí nhớ, tim mạch, chống oxy hóa mạnh và chức năng động mạch và chống oxy hóa. Chúng ta sẽ thiếu màu đỏ về hỗ trợ sức khỏe của tuyến tiền luyện và ADN. Và chúng ta sẽ thiếu màu trắng, nó giúp cho chúng ta duy trì sức khỏe xương khớp và hỗ trợ chức năng động mạch. Chúng ta sẽ thiếu màu cam, giúp chúng ta cho mắt tốt hơn và hệ miễn dịch mà duy trì chỗ độ ẩm làn da, cũng như là hỗ trợ trưởng thành và phát triển. Anh chị sẽ thấy đúng không ạ? Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta ăn đủ chất, nhưng thực ra chúng ta ăn đâu có đủ chất khi mà chúng ta đang thiếu những màu sắc khác. Vậy thì trong bữa ăn chúng ta phải đầy đủ 5 màu sắc thì sẽ giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt hơn. Đó, đấy là lý do mà chia sẻ thật với anh chị là nếu như anh chị đang vẫn ăn uống bình thường mà thông qua cái lồi ở nhà mình á, thì anh chị sẽ không bao giờ ăn đủ được 5 màu sắc ở đâu. À, vậy thì tại sao phải lên chọn Happy Meal? À, đơn giản, thuận tiện, ngon miệng và đủ dinh dưỡng. À, cung cấp cho chúng ta hơn 40 loại dưỡng chất, 5 nhóm, đạm, thực vật, chất béo an toàn, chất xơ, vitamin, hóa chất và ít đường, không cholesterol. Sử dụng 3 ngày thì sẽ làm sạch chúng ta đường ruột nếu chúng ta thay thế dùng liên tiếp. Và 7 ngày giúp cho tinh thần sảng khoái mà tràn đầy năng lượng. Và 30 ngày sử dụng thì sức khỏe, sức đề kháng sẽ cải thiện. Và nếu như chúng ta 60 ngày sử dụng thì nó thay đổi một số những tế bào ở cơ thể chúng ta, để giúp chúng ta khỏe mạnh và tươi khỏe hơn. Vậy thì bây giờ Tùng sẽ đi vào phân tích từng những cái sản phẩm đó cho anh chị có những cái thông tin. Đầu tiên là hộp Bodyki thay thế bữa ăn. Thì hộp này á, nó gồm 12 loại vitamin và 13 khoáng chất, 5g chất xơ, 15g protein và một gói đó có 200 kcal. Vậy thì protein này là từ đậu lành phân lọc, anh chị nhớ giúp Tùng nhé, đậu lành đã phân lọc. Cái thứ hai, xơ từ yến mạch. Và cái thứ ba, chất béo từ dầu hướng dương và dầu cọ, dầu dừa. Vậy thì vitamin và cộng thêm rất nhiều rau củ quả, vitamin khoáng chất. Vậy thì cái khi mà chúng ta dùng tách với sữa tách béo á, công thức độc quyền của Bodyki này giúp cho chúng ta có có một bữa ăn hoàn thiện, cân bằng và đồng thời giữ được hương vị thơm ngon. Và đặc biệt hơn là vị giác của cái này á, là của cái sản phẩm này đã được rất nhiều người nghiên cứu qua rất nhiều người trên thế giới. Thì đây là một cái giúp cho chúng ta có cảm quan ngon nhất và ăn thấy hợp khẩu vị nhất, thích nhất. Và khi chúng ta dùng cái này á, thì giúp chúng ta duy trì vóc dáng và đặc biệt hơn là hạn chế được cơn đói. Cái thứ hai, mà cái này là cái mà Tùng rất là thích, đó là gì? Protein thực vật Nutrilite. Thì protein này họ là gồm cái gì ạ? Gồm lúa mì 10%, gồm đậu Hà Lan 7,5% và gồm đậu lành 8,6%. Đó anh chị ạ, tất cả là đậu lành đã phân lập rồi. Vậy thì protein này nó gồm 20 loại acid amin, trong nó 9 loại thiết yếu mà người mình không tổng hợp được. Nhưng điều tuyệt vời nhất á, chính là 9 loại axit thiết yếu này ấy, thì lại khớp với tỷ lệ axit amin mà cơ thể người mình cần, nên nó thỏa mãn cái điều kiện đó là cân bằng đó, và hợp lý, đúng không ạ? Có 3 yếu tố bổ sung dinh dưỡng: thứ nhất là chất lượng, thứ hai là cân bằng và thứ ba là kịp thời. Thì đây nó giúp cho chúng ta là cân bằng vì những khớp với những tỷ lệ cái mà cơ thể người mình cần. Và chỉ số hấp thu của nó là procal là 1, tức là hấp thu 100% luôn. Và 40 kcal thì trên một muỗng á, thì là một cái muỗng đó có 40 kcal và không chứa cholesterol, lactose và ít chất béo bão hòa và dễ hóa. Một muỗng gạt đó là 10 gram thì trong đó có 8 gram chất đạm chất lượng cao trên một muỗng đó. Và thì protein này thì giúp trẻ hóa, đẹp da, giảm nguy cơ tim mạch, duy trì khối lượng cơ thể, xây dựng cơ và đặc biệt hơn là kiểm soát cơn đói. Đặc biệt của cái protein này chính là xây dựng tế bào cơ thể người mình anh chị ạ. Và một sản phẩm nữa đó là chất xơ từ rau củ quả, cái này rất là quan trọng. Sản phẩm cung cấp một viên ấy là 170mg chất xơ, trong đó 750g chất xơ không tan đến từ 11 loại thực phẩm, xơ của thực phẩm, ví dụ như xơ mía đường, xơ yến mạch,
rất nhiều các loại chất xơ thì cũng giúp cho chúng ta là xơ không tan này cũng rất là tốt, làm sạch những đường ruột chúng ta. Và thứ hai là 750mg đường SOS, đây chính là prebiotic, đó là thức ăn cho lợi khuẩn. Vậy thì trong đường tiêu hóa chúng ta sẽ có hại khuẩn và lợi khuẩn, thì đây chính là thức ăn giúp cho lợi khuẩn chúng ta phát triển tốt hơn. Nên là khi chúng ta dùng cái này vào thì cái đường tiêu hóa chúng ta rất là tốt và lợi khuẩn nó phát triển tốt hơn, thì sau này chúng ta sẽ duy trì được cái sức khỏe đường tiêu hóa tốt. Và thứ ba nữa là 200mg chất xơ hòa tan, chất xơ này tan trong nước và với dịch tiêu hóa tạo thành gheo bọc lấy thức ăn, làm chậm quá trình hấp thu tiêu hóa thức ăn và ngăn cản hấp thu và chất béo vào trong cơ thể người chúng ta. Vậy thì chất xơ này nó giúp chúng ta hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giúp giảm táo bón, nhuận tràng và giảm cholesterol và ổn định đường huyết. Anh chị thấy cái chất xơ rất là quan trọng. Và một sản phẩm nữa Tùng cũng chia sẻ anh chị đó chính là DAPX. Đây là một sản phẩm mà thực sự Tùng rất tâm đắc, vì đây là một sản phẩm theo một cái công nghệ, đó là công nghệ Phytoprotect. Công nghệ này là giúp cho chúng ta là chống khả năng sinh ra gốc tự do, và nếu sinh ra gốc tự do rồi thì họ tấn công luôn gốc tự do. Sản phẩm này có công thức đột phá, cung cấp cho cơ thể chúng ta các dưỡng chất bao gồm 12 loại vitamin, 10 khoáng chất và cân bằng 5 màu sắc dưỡng chất thực vật. Như Tùng vừa nói lúc nãy, 5 màu sắc dưỡng chất thực vật. Và hỗ trợ tăng cường sức khỏe, sức đề kháng và chống lão hóa. Và phòng chống được rất là nhiều gốc tự do trong cơ thể người chúng ta. Thì đây là một sản phẩm rất rất là ưu việt. Và khi Tùng sang bên Hàn Quốc ấy, thì họ nói là đây là sản phẩm mà bên đó họ được coi là sản phẩm được chống khả năng chống ung thư rất là cao, vì nó chống gốc tự do rất là mạnh. Và một sản phẩm nữa mà Tùng muốn chia sẻ với Quang chị đây chính là những cái thành phần của DAPX đấy ạ. Hàm lượng của nó rất nhiều các loại vitamin khoáng chất từ các loại rau củ quả. Chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ có đủ điều kiện và khả năng để chúng ta ăn được đầy đủ những chất này trong một ngày đâu anh chị ạ. Nên tại sao chúng ta phải lên bổ sung là vì vậy. Và nếu như chúng ta mà có khả năng mà mua được những cái này để ăn á, thì nó thật với cô bác anh chị là chi phí cực kỳ cao, vì ở dạng thực phẩm mà chúng ta sẽ không thể ăn được hết những cái này vào trong cơ thể chúng ta trong một ngày. Đó, nên chính vì vậy họ phải tinh chất ra những cái sản phẩm này, ra những cái viên như vậy để chúng ta sử dụng để cho nó nhanh gọn và đầy đủ. Và omega 3 là một cái sản phẩm mà thực sự cũng rất là tuyệt vời. Thì omega 3 này á, gồm cá trích, cá cơm ở vùng biển Peru và ở vùng biển Laos là cá hồi. Và đặc biệt là hàm lượng cá hồi rất là cao. Cá hồi ở biển sâu Laos là cái vùng biển ở rất là sâu, mà ở những vùng biển này là vùng biển mà không nhiễm trì. Chính vì vậy ai kiểm soát giúp Tùng cái mic được không? Chúng ta sẽ thấy được là nó giúp cho chúng ta là và anh chị sẽ thấy một viên omega 3 này á, nó có 120mg DHA, 180mg EPA và 30 đơn vị vitamin E. 30 đơn vị EU omega 3 này giúp cho cái chất béo omega 3 nó không bị oxy hóa. Nên cái này cũng rất là tuyệt vời anh chị ạ. Nó giúp cho bảo vệ cái viên omega 3 này. Và sẽ thấy được là thực sự omega 3 này khi ngày trước lúc đầu cũng không tin, nhưng mà sau khi mà Tùng làm một cái demo, Tùng rất ấn tượng là khi mà chọc cái viên omega 3 này ra một cái thìa và Tùng đốt ở phía dưới á, thì thực sự là nó tanh kinh khủng luôn, tanh cả nhà luôn. Trong khi đó có những viên omega khác ấy, thì đôi khi chọc ra mình đốt ở dưới cái thìa nó không có màu tanh, nó có màu khét rồi. Thì mình phát hiện rất nhiều điều từ những sản phẩm của Nutrilite này. Thì anh chị có thể từng bước tìm hiểu xem tại sao nó lại có những trường hợp như vậy. Thực sự là đây là rất là tuyệt vời. Vậy thì omega 3 rất tốt cho cơ thể chúng ta. Tốt là cái gì ạ? Tốt cho xương khớp, giấc ngủ, tăng sức đề kháng, tim mạch, tốt cho mắt và đặc biệt là tốt cho não nữa. Cái điều này cũng rất là tuyệt đúng không ạ? Và rất rất nhiều người đã sử dụng trải nghiệm sản phẩm bộ bữa ăn Happy Meal này rồi. Thậm chí chính là những hoa hậu Việt Nam mình cái năm 2016 là Đỗ Mỹ Linh cũng đã sử dụng. Và rất nhiều các anh chị lãnh đạo cũng sử dụng sản phẩm này. Và ở đây không biết là anh chị nào sử dụng sản phẩm này thì cho Tùng làm quen được không ạ? Anh chị thấy không? Và nhà Tùng cũng sử dụng ạ. Em Phương đúng không ạ? Bữa ăn hạnh phúc này rất là tuyệt. Vậy thì cách sử dụng Happy Meal thì rất là đơn giản thôi, không có gì cả.
chúng ta cho mình lắc, chúng ta lắc bữa sáng ngủ dậy để kích hoạt các cơ quan nội tạng, chúng ta làm có thể làm một muỗng luôn ạ. Và những người nào hay đi nhậu nhẹt thì chúng ta có thể dùng trước đó một muỗng luôn ạ, thì giúp nó tỉnh táo hơn. Và bữa ăn giúp cho chúng ta giảm khả năng trước khi ăn những bữa ăn chính ấy, chúng ta có thể dùng nó để giảm khả năng hấp thu tinh bột và kiểm soát được cân nặng của chúng ta. Thì thực sự là những cái bữa ăn này nó giúp chúng ta là hỗ trợ và thay thế được cho những bữa ăn, đặc biệt là ví dụ như bữa ăn buổi tối thì cũng có thể giúp chúng ta thay thế bằng bữa ăn Happy Meal này, để chúng ta đỡ phải ăn những cái chất mà khó tiêu hóa vào, để mà nó làm chúng ta tích mỡ lại. Và bữa ăn sáng thì đặc biệt là bữa ăn sáng chúng ta nên lưu ý dùng cái bữa ăn Happy Meal này để cho tốt cho sức khỏe chúng ta. Và Tùng thấy rất là hay ở cái bữa ăn này là chúng ta ngoài việc chúng ta lắc ăn trực tiếp, chúng ta có thể xay thêm cùng với hoa quả, chúng ta có thể ăn thêm một chút gì đó, những người mới chúng ta ăn thêm một chút gì đó, một chút lát khoai hoặc một lát ngô hay gì đó thì giúp cho chúng ta đỡ hơn, thì sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì Happy Meal cũng giúp cho chúng ta có thể đẹp da hơn anh chị ạ. Nên là thực sự cái bữa ăn này là cái bữa ăn mà giúp cho chúng ta có cái sức khỏe rất là tốt sau một thời gian anh chị dùng kiên trì với nó, thì nó bắt đầu giúp chúng ta sửa chữa phục hồi những tế bào của chúng ta dần dần. Và sau khi mà đã hoàn thành rồi, những cái tế bào được sửa chữa rồi và những tế bào mới sinh ra với chất dinh dưỡng tốt hơn rồi thì cơ thể chúng ta sẽ tốt hơn. Và đây phần Tùng cũng kết thúc phần chia sẻ của Tùng về lý thuyết về cái bài này, về vấn đề về sức khỏe, giúp anh chị sẽ có những kiến thức chăm sóc sức khỏe tốt hơn, để anh chị có những cái phương án và những cái giải pháp mà anh chị hoàn toàn có thể giúp cho mình có sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là giai đoạn mà Covid này, giai đoạn mà chúng ta rất cần đến cái sức đề kháng để chúng ta có thể vượt qua được những vấn đề về sức khỏe. Vậy thì rất là hy vọng rằng sẽ được giao lưu với các anh chị nhiều hơn nữa ở những chương trình về sức khỏe tới đây, có được không ạ? Tối ưu là mấy muỗng một ngày ạ? Thực ra là ok, chúng ta sẽ giao lưu ở cái phần chúng ta bây giờ giao lưu với nhau, được không anh chị? Tùng sẽ không chia sẻ màn hình nữa, chúng ta sẽ giao lưu với nhau một chút, có được không anh chị? Ở đây Tùng sẽ giao lưu với anh chị một chút, anh chị có thể đặt câu hỏi, Tùng có thể giao lưu chia sẻ một chút. Và phần chia sẻ của Tùng đến đây là kết thúc. Bây giờ Tùng sẽ mời MC lên lên được không ạ? Sau đó chúng ta sẽ giao lưu sau, được không ạ? Mời MC. Cảm ơn MC Phương rất là nhiều. Vâng ạ. Mọi người nghe rõ em không ạ? Nghe rõ em Phương ơi. Vâng, ok ạ. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều về cái phần chia sẻ về cái bữa ăn hạnh phúc ạ. Thật là bản thân em nghe là cũng được thêm rất là nhiều kiến thức từ cái phần chia sẻ của anh. Bản thân Phương ấy cũng là người đã dùng các sản phẩm trong cái phần anh Tùng chia sẻ á, thì cái bữa ăn này thì cảm thấy nó rất là tiện lợi. Đối với những cái người mà đi làm công ty như Phương ấy, buổi sáng không có nhiều thời gian để nấu nướng và nó đảm bảo nhiều đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng ta, thì em tin chắc là sau cái phần chia sẻ của anh Tùng thì có rất nhiều anh chị là muốn có cái phần tương tác, là hỏi hoặc là giải đáp có một số về các kiến thức hoặc là về cái sản phẩm cụ thể, về những cái sản phẩm này như thế nào, vậy ta có nhiều cái kinh nghiệm chia sẻ và khi dùng sản phẩm hơn từ anh Tùng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Tùng nhá. Ai có câu hỏi thì có thể là giơ tay hoặc là chat vào khung ô chat để anh Tùng có thể là giao lưu với mọi người ạ. Các anh chị có thể giơ tay đi, xong rồi Tùng sẽ mở mic cho anh chị giao lưu, vì thực ra là muốn kiểm soát cái mic, không phải là gì mà để cho chúng ta nói chuyện đỡ ảnh hưởng đến phòng mic của mọi người chung nữa. Anh chị ai cần thì chúng ta có thể giơ tay lên, chúng ta giao lưu được không ạ? Anh chị ơi, anh chị có ai cần giao lưu gì không ạ? Vừa rồi hình như chị Hồng Hà hỏi là bao nhiêu muỗng một ngày, đúng không ạ? Cái điều này cũng cần phải chia sẻ một tí. Thực ra cái bữa ăn này giúp cho chúng ta là thay thế cái bữa có thể thay thế bữa sáng, bữa tối. Khuyến cáo mọi người bữa trưa vẫn nên dùng bình thường, ăn uống bình thường. Có thể nếu chúng ta có điều kiện dùng 3 đến 4 muỗng một ngày cũng rất là tốt. 3 đến 4 muỗng một ngày rất là tốt. Còn như Tùng được biết thì cũng có một cái giải pháp nữa, đó là
chúng ta hoàn toàn có thể giai đoạn đầu tiên có thể thanh lọc cơ thể người mình bằng cái bữa ăn này, thì chúng ta có thể 7 ngày không cần ăn uống gì những cái bên ngoài, mà chúng ta hoàn toàn dùng tất cả những cái đó bằng Happy Meal, vitamin hoạt chất để chúng ta làm sạch cơ thể trong 7 ngày. Thì sau đó chúng ta chỉ dùng 3 đến 4 muỗng một ngày cũng rất là ok. Còn nếu như không có điều kiện thì cố gắng ít nhất ngày từ 1 đến 2 muỗng cũng tốt hơn là chúng ta không dùng. Anh chị ạ, còn nếu có điều kiện chúng ta có thể là 4 thậm chí là 6 muỗng với cái điều kiện chúng ta, vì nó giúp chúng ta sửa chữa và nhanh hơn, những tế bào tốt hơn thôi. Có do điều kiện là tài chính của anh chị, nhưng mà Tùng khuyến cáo lên từ 3 muỗng trở lên thì tốt hơn. Còn ai có thể đặt câu hỏi không ạ? Nếu như mà dùng 3 muỗng một ngày thì dùng 3 muỗng đấy ở thời điểm nào cho nó hiệu quả nhất anh? Anh chị có thể dùng bữa sáng và bữa tối thì sẽ hợp lý hơn. Bữa sáng và bữa tối. Tối chúng ta thay thế. Tối lên có thể dùng 1 muỗng, sáng có thể 2 muỗng, mà tối chúng ta có thể lên dùng 1 muỗng và ăn thêm rau củ quả thì sẽ tốt hơn. Chứ không 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 còn bữa trưa chúng ta vẫn cứ ăn uống bình thường. Chứ không cũng không nhất thiết. Ok. Có anh chị nào có câu hỏi nữa không ạ? Nếu như anh chị không có câu hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình ở đây. Có được không ạ? Còn nếu có câu hỏi chúng ta cùng nhau hỏi và tương tác và giao lưu. Có những phần gì Tùng biết Tùng sẽ giao lưu chia sẻ anh chị, còn không biết thì Tùng sẽ liên hệ công ty. Thực ra trong cuộc sống chúng ta không thể nào biết hết tất cả nhiều một thứ. Và chúng ta sẽ giao lưu. Và anh chị cần những cái chương trình chủ đề gì thì chúng ta có thể giao lưu để lần sau chúng ta có thể có những chủ đề đó để chúng ta giao lưu tiếp theo. Có được không ạ? Ví dụ lần sau anh chị cần một những cái gì đó. À, Cường đúng không ạ? Cường giơ tay đúng không ạ? À đúng rồi. Ok, Cường nói chuyện nha. Anh cho em hỏi là với một người tập gym ấy thì mình nên sử dụng đều đặn một liều lượng như thế nào anh nhỉ? Để vẫn phát triển cơ bình thường mà để thay thế loại whey protein hiện tại người ta đang dùng ấy. Bởi vì theo em thấy whey protein nó đem lại rất nhiều tác hại cho cơ thể. Bật mí với cả Cường là anh cũng đã trải nghiệm cái này và anh cũng đã đi tập gym. Thì phát hiện ra là cái whey protein của ở ngoài thị trường á, nó có rất nhiều lưu huỳnh, nó không tốt đâu, nó kích thích cho mình lên cơ rất là nhanh, nhưng sau đó thì nó bị lạm dụng và khi dừng phát thì nó sẽ làm người mình sẽ xuống rất là kinh khủng. Vậy thì protein này anh khuyến cáo nếu như em dùng chuyên về tập gym thì anh khuyên em nên dùng tách protein ra và dùng những gói kia tách riêng ra, không trộn cùng nhá, không trộn cùng. Protein em nên dùng, em cứ nhân như này cho anh thì nó dễ này. Nếu như bình thường cơ thể chúng ta bao nhiêu cân, nếu như em tập gym thì em nhân thêm cho anh 1,4 đến 1,6. Được chưa? Đấy là hàm lượng đạm em đưa vào cơ thể người mình. Vậy thì em tính thử nhá. Trong nhân ra ví dụ như là ra 60 gram chẳng hạn, thì em tưởng tượng là mỗi một muỗng của mình là 8 gram. Nhưng anh cũng khuyến cáo không nên tất cả tập trung vào đạm protein của mình hết, mà vẫn phải lên dùng đạm động vật nếu như người tập gym. Nên ăn thịt trắng, ức gà đó. Và cái lượng đạm mình nên tính là khoảng độ là 60% là đạm thực vật, 40% là đạm động vật. Được chưa? Vậy thì ví dụ 60 gram đó thì em sẽ chia ra là 40% là ăn đạm động vật bên ngoài, mình ăn bổ sung bằng cái ăn bên ngoài. Còn 60% của 60 gram đó em dùng, em tính ra lượng protein của mình mỗi một muỗng là 8 gram để em nhân ra em, thì em sẽ tính trong một ngày em nên dùng. Có được không Cường? Em hiểu rồi ạ. Em tính xong rồi. Ok. Anh khuyên cáo em là đợt tới này Amway có một lớp BodyKey Mentor F6 đào tạo vào tháng 9. Em nên đi học, vì anh khuyên mọi người là lên học lớp này rồi. Có rất nhiều chương trình hay giúp mình có rất nhiều kiến thức, đúng không ạ? Em đang định liên hệ anh về cái vấn đề này. Ok, tốt quá, chúc mừng em học được lớp này, rất nhiều kiến thức hay. Vâng, anh chị có gì chúng ta lại tiếp tục tương tác. Cảm ơn em Cường, câu hỏi rất là hay. Mời anh Tuấn Anh ạ. Anh Tuấn Anh, vâng, anh Tuấn Anh. Vâng, anh Tuấn Anh ơi. Ok, mọi người có nghe rõ tiếng của anh không? Em nghe rõ anh ơi. Thế anh muốn hỏi thêm về cái vitamin E, không biết là có sợ ngoài lề không? Bởi vì vitamin E ở trong cái viên omega 3 thì mình rõ rồi. Thế nhưng mà giả sử như cái viên vitamin E với selen ở bên ngoài ấy, đấy thì không biết là những người nào thì nên dùng cái đấy nhỉ? Ví dụ như người sức khỏe bình thường, chưa phải là bệnh tật gì cả, người có cơ thể như thế nào thì nên dùng cái vitamin E như thế. Vâng, cảm ơn anh. Câu hỏi cũng ok lắm. Em thấy câu hỏi cũng rất hay. Thực ra cái vitamin E, anh chị hiểu giúp em, nó là một cái vitamin E tan trong dầu. Những cái vitamin E tan trong dầu chúng ta không nên dùng lạm dụng quá. Được chưa? Không lạm dụng quá. Nhưng mà anh tưởng tượng là vitamin E chống gốc tự do, chống oxy hóa rất là mạnh.
Và E kết hợp với C rất tốt cho chị em phụ nữ làm đẹp da, nội tiết tố. Nhưng mà E của mình ấy, thì cũng khuyến cáo là chúng ta dùng một lọ, sau đó nghỉ một tháng, ngày một viên, sau đó nghỉ một tháng. Thì chúng ta sau đó chúng ta dùng tiếp. Và cơ thể thì anh phải tưởng tượng là sản phẩm của mình rất là hay nhá. Em chia sẻ với anh chị luôn là sản phẩm của mình là dạng thực phẩm. Vậy thì thực phẩm nó giống như thức ăn của chúng ta, nên đặc biệt nó không có tác dụng phụ, trừ khi là chúng ta ăn cực kỳ nhiều thì cái gì ăn nhiều cũng không tốt, đúng không ạ? Nên là cơ thể anh nói là người nào cần thì bật mí với anh là tất cả mọi người đều cần, vì chúng ta đều bị những gốc tự do tấn công. Nên là vitamin E chúng ta vẫn đều dùng, cần dùng bình thường nhưng dùng theo đúng liều lượng của họ thôi ạ. Khuyến cáo thôi anh nhá. Sau đó thì cứ dùng một lọ đó được 2 tháng, sau đó chúng ta lại nghỉ một tháng, sau đó lại dùng tiếp, không sao cả, rất là ok. Đó, chứ không vấn đề. Cái còn hình mình chúng ta vẫn đang khỏe mà, chúng ta mọi người vẫn đang khỏe, chúng ta vẫn cần phải bổ sung khi chúng ta đang khỏe. Cái xe chúng ta mua về mới như vậy, chúng ta đi 1.000 cây chúng ta vẫn phải thay dầu mà, đúng không ạ? Thay rưỡi nghìn lít, 10.500 thì vẫn phải thay dầu, thì cơ thể chúng ta vậy, chúng ta đang khỏe chúng ta cần phải bổ sung sức khỏe. Và sản phẩm của mình nó tức là giúp chúng ta là phòng bệnh chứ không phải là chữa bệnh. Còn lúc khi bị chữa bệnh rồi, bị bệnh rồi thì chúng ta dùng để hỗ trợ giúp cho quá trình chữa bệnh nhanh hơn, và giúp vì nó giải quyết khu gốc những khâu tế bào. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Anh. Em Cường lại có câu hỏi nữa à? Cường hỏi nhiều ghê ta, tốt. Ok. Em có một câu hỏi này. Khi mà anh vừa giải thích cho chú Tuấn Anh ấy, thì anh có nhắc đến từ gốc tự do. Mà gốc tự do thì theo em hiểu thì, và giải thích, tức là khi mình đã chia sẻ bữa ăn hạnh phúc này với mọi người ấy, thì mọi người có thể có những thắc mắc như là gốc tự do là gì. Và theo một đứa học trên ngành như em lại phải giải thích nó về hóa học với cả vật lý thì người ta không muốn nghe. Anh có thể giải thích một cách gọi là trừu tượng cho dễ hiểu hơn để người ta hứng thú được không ạ? Mình cứ hiểu nôm na như nào cho nó dễ nhỉ. Cái gốc tự do tức là cái cơ thể người mình nó rất là hay, rõ ràng là cơ thể của mình kiểu gì nó cũng sinh ra gốc tự do, là những cái mà nó đưa vào cơ thể mình. Khi mà hiểu như em nói là cái vấn đề là electron khi nó lấy e của người khác, đúng không, nó tạo ra những gốc tự do, đúng không? Thì bản chất của cái này nếu mà chúng ta giải thích nó là như thế thì người ta rất là trừu tượng, người ta khó hiểu. Thì mình cứ hiểu nôm na là khi mình đưa những độc tố vào cơ thể mình thì nó làm bị oxy hóa. Oxy hóa là gì? Ví dụ như quả táo em gọt đi, em cắt đi một cái thì một lúc sau cái phần đấy nó bị thâm đi, đúng không? Có đúng không em? Đó thì mình cứ hiểu, mình cứ nói một lôm la như vậy cho người ta dễ hiểu. Vì thực ra nếu như anh em mình giải thích một cái chuyên ngành nó rất là khó, vậy thì mình hãy đưa về những cái nó dễ để người dân nhìn thấy ngay. Ví dụ như mình nói đơn giản là gì? Quả gọt, bổ quả táo ra, bác để một lúc thì quả táo tại sao nó thâm? Vì nó bị oxy hóa, không khí nó vào nó oxy hóa. Thì cơ thể người mình, những cái độc tố đưa vào cơ thể người mình nó cũng oxy hóa như vậy. Thì nó chính những cái đó chính là cái gốc tự do. Mình nói như vậy cho nó dễ hiểu thôi. Vì thực ra cuối cùng là mình gặp rất nhiều người, mỗi tầng lớp thì có những người hiểu, người không hiểu. Mình cứ giải thích làm sao cho nó không phải là 100% đúng, nhưng mà chân phương nhất để cho mọi người cảm thấy dễ nhất. Giống như là khi mà nói cái từ sức đề kháng ấy, rất nhiều người ở vùng quê họ hỏi sức đề kháng là cái gì, tôi chẳng hiểu. Thì cũng một cái giải thích rất là đơn giản là gì? Mọi người hiểu nôm na là một cái thửa ruộng phun thuốc từ sâu, một người đi qua về ốm, một người đi qua về không ốm, thì cái người không về ốm đấy chính là có sức đề kháng phải. Nó vậy là đơn giản đấy. Chúng ta mà giải thích lòng vòng thì nó rất là khó. Ok, đúng không? Ok, đúng rồi ạ. Em cảm ơn anh ạ. Anh chị nào còn hỏi gì nữa không ạ? Chị Việt Anh nhỉ? Việt Anh. Ok, Việt Anh. Anh Tuấn Anh còn hỏi nữa không? Nếu không còn hỏi, tắt bỏ tay xuống cái để biết cái. Được. Xin bỏ tay xuống. Thôi được rồi, em ấy rồi. Việt Anh à? Việt Anh hỏi gì em? Anh ơi, em hỏi trước là về trước khi tập gym ấy, tức là khuyến cáo là mình sẽ lấy năng lượng để tập gym trước 30 hoặc là 40 phút trước khi tập ấy, để có cái năng lượng mình tập ấy, thì nó sẽ không bị đốt cơ. Vậy thì khi đó thì mình sẽ chỉ dùng protein riêng hay là mình lại dùng bữa ăn Happy Meal có được không? Ok, câu hỏi của em rất là hay. Thực ra bật mí với mọi người là như thế này. Cái bữa ăn trước khi tập gym đó cũng không nhất thiết anh chị phải dùng protein. Anh chị hoàn toàn có thể dùng những cái khác, ăn nhẹ một cái gì đó. Vì cuối cùng á, mình lên có thể tập trung vào, nếu mình có điều kiện nhá, ok, mình dùng protein càng tốt, hoặc bữa ăn Happy Meal càng tốt. Bản chất của nó là giúp mình có một chút năng lượng trong cơ thể người mình để lấy cái để tập trung để nó đốt. Nhưng mà sau đó khi mình tập xong ấy, thì cái lúc đó rất là quan trọng với việc bổ sung protein. Vì lúc đó khi mình xé cái cơ mình ra rồi thì mình cần lắm đó là chính là những cái protein để mình xây cái cơ đó. Nên là mình tập trung vào protein và lúc sau khi tập trong vòng 30 phút. Thực ra là trong 10 tiếng sau khi tập là hoàn toàn có thể bổ sung protein, nhưng mình nên tập bổ sung trong vòng
30 phút đó đến 45 phút đó thì nó giúp cho mình xây cơ tốt hơn. Còn trước đó nếu mình có điều kiện mình vẫn dùng lên một muỗng protein hoặc là Happy Meal làm sao đó để cho mình đỡ có cảm giác đói là đều ok hết. Còn có thể là mình ăn một quả chuối nhỏ, chuối tiêu nhỏ, ăn một quả chiếu nhỏ hoặc là một bữa gói bữa ăn Happy Meal đều được hết để mình có cái năng lượng. Ngày trước Tùng không biết cái vấn đề này, sáng dậy tập thể dục là Tùng hay dậy đánh răng rửa mặt xong mình đi chạy luôn, đi tập thể dục luôn. Thì sau này mình phát hiện ra là cái lượng cơ của mình nó xuống là vì nó đốt luôn, nó không có cái gì năng lượng. Nhưng sau đó thì bây giờ sáng nào Tùng tập thể dục là Tùng cũng dậy mà Tùng cũng ăn một quả chuối nhỏ con muỗng protein là cũng giúp cho mình tốt hơn. Mà đúng là khi mình đó mình tập xong mình không thấy bị đuối hơi mệt. Rồi sau đó về thì dùng protein với cả cũng ăn tập gym thì nên ăn thêm đạm động vật, thì mình Tùng ăn hay ăn lòng trắng trứng, ăn trứng. Ok. Ok, cảm ơn anh. Thế tức là uống protein thì cũng có thể cần thiết trước khi tập thể dục, nhưng mà sau khi tập 30 phút thì mình uống sẽ tốt hơn. Rồi, sẽ tốt hơn á. Chỉ sẽ xây tập trung vào xây cơ. Còn lúc đầu mình uống thì nó không xây được cơ mà nó chỉ giúp cho mình đỡ bị đốt đi thôi. Thế thì cái liều lượng nào anh? Cái liều uống ấy, lượng uống. Lượng uống để xây cơ hay là lúc trước em? Để xây cơ ấy. Để xây cơ thì lúc đó em cũng không nên uống quá nhiều. Ví dụ có thể 2 muỗng, sau đó ngày em giải ra. Ngày em giải ra nhé. Giống như anh vẫn vừa nói với em ấy, là cuối cùng bạn Cường, anh nói cho bạn Cường, cuối cùng mình phải tính ra cái lượng protein của mình một ngày là bao nhiêu và mình chia giải ra. Nhưng sau cái bữa đó thì nhất quyết phải cho tầm 2 muỗng. Và tập gym thì mọi người nhân hệ số lên là 1,4 đến 1,6. Thậm chí có những người là 1,8. Đó thì quan trọng là cái chỉ số BMR của mọi người nữa. Chuyển hóa cơ bản đó. Đó, thì mình cứ giải ra trong một ngày vì nó 10 tiếng sau khi mình tập thôi. Cũng đừng nên tập quá sức. Ok. Ok, cảm ơn Việt Anh. Anh chị nào còn hỏi nữa không ạ? Cũng hơn 9 giờ rồi, nếu chúng ta còn hỏi thì chúng ta hỏi tiếp. Còn nếu không thì chúng ta sẽ hẹn nhau vào một buổi tới. Alo. Các anh chị ơi, chúng ta có thể bật cam lên, chúng ta chụp kiểu ảnh đúng không nhỉ? Chụp kiểu ảnh kỷ niệm đúng không ạ? Anh Tùng có iPad, anh Tùng chụp nhé. Anh sẽ chụp. Anh sẽ 2 lần thôi. Anh chị ơi, bật mic, bật cam lên, chúng ta chụp. Em chào anh Giang nhé. Ok, Leila, Nguyễn, còn mọi người ở đâu? Chúng ta cùng nhau chụp một kiểu ảnh nào. Chị Huyền Nguyễn ơi, chị Huyền ơi, Hiếu ơi. Là chúng ta sẽ chụp kiểu ảnh nào. Đấy, mở hết cam lên cho đẹp. Đấy, chị Hà, đấy, chị Chi. Ấy giờ chị Chi, hôm nay lại qua múa gì có mắt thở chị Chi này, hỏng không? Ồ, chào em Thảo nhá. Sao này hôm nay là thấy ở Lai Châu lại ở trong nhóm này gay to. Ồ, chào em Thảo, vui quá. Ok, nào chúng ta chụp kiểu ảnh trước nhá. Ok. Sang trang này là có Cường, nó thì Kim Anh thì chắc là ở trên cũng trên Lào Cai đúng không ạ? Còn ai nữa nhỉ? Chị Huyền ơi, Hoa Lanh ơi, Hương ơi, chị Triều, mọi người đâu rồi? Hiếu, vào đây chúng ta cùng nhau giao lưu với nhau. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Vậy thì nếu chúng ta không ai hỏi gì nữa thì chúng ta có thể... Anh Tùng ơi. Em tưởng là trước khi trong buổi sáng ấy, khi mình mới dậy thì thường mọi người muốn giảm cân ấy, thì mọi người không nên ăn gì mà chỉ uống nước xong đi tập luôn ấy, thì nó sẽ lấy thẳng calo từ trong mỡ và nó đốt thẳng luôn ấy. Thì đấy cũng một phương pháp giảm cân mà. Bật mí với em là em đi học mentor rồi, em sẽ phát hiện rất nhiều điều. Nguyên lý nó không bao giờ lấy mỡ ngay. Mỡ không bao giờ lấy ngay để đốt mà nó sẽ đốt cơ trước. Nên là tại sao thời gian đầu có nhiều người là hay bị xuống cái cơ thì sau đó nó mới đốt mỡ. Tuyệt đối không bao giờ để bụng đói khi tập, rất nguy hiểm, không tốt. Cứ đi học đi rồi sẽ thế đi học đi thì sẽ biết nhá. Ok, cảm ơn các anh chị, hy vọng là được gặp anh chị nhiều hơn, có được không ạ? Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nhường mic cho MC. Vâng, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe và giao lưu với cả anh Tùng đến giây phút này. Hy vọng là trong đội nhóm chúng ta sẽ có nhiều hơn những cái buổi chia sẻ kiến thức tuyệt vời như này đúng không ạ? Buổi chia sẻ của chúng ta hôm nay là đến đây là kết thúc. Và anh chị cũng đừng quên cái buổi chương trình Zoom OPP của chúng ta vào 20 giờ tối chủ nhật tuần này đúng không ạ?
Hẹn gặp lại các anh chị vào tối Chủ nhật ạ. Chào, tạm biệt các anh chị. Chúc anh chị ngủ ngon. Cảm ơn em Phương. Chào tất cả anh chị nhá. Chúc anh chị ngủ ngon.